đông á, gạo lại thế đó. Đó nào. Chào cả nhà nha. Cả nhà, hôm nay mình nấu bún nước lèo chay nha cả nhà. Ở đây thì mình cũng có miếng thịt heo nè. Thịt heo mình làm hôm bữa nè. Lát mình chiên nha, mình chiên mình làm thịt heo quay mình ăn với bún nước lèo. Đây mình có miếng chả chiến nè. Ở đây có bịch mắm nè, mắm chay nha cả nhà. Ở đây có nấm gơm nè, có bún nè, có giá nè. Lát mình ra vườn nhà mình kiếm rau vô để mình ăn với mình đi đào ngải bún. Bún nước lèo thì không thể nào thiếu ngải bún nha cả nhà. Giờ mình mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Giờ mình sẽ cho cái nồi nha, mình cũng nồi cũng nóng rồi, mình cho vô xíu dầu, mình cho hành tây vô, mình có hành tây nè. Hành tây này nó cũng thơm nè, mình cho mắm vô nha, mình mua bịch mắm này 15 ngàn nè, miếng chai nha. Thường mình ăn là mình mua bịch liền, cũng gần nhà, vậy mình để đi. Mình cho nước đi. Mình nấu bún nước lèo này thì mình không có lấy cái sốt nóng này. Mà đó mình lấy nước trong mình nấu. Mình nấu cho nó sôi xuống rồi cho nó ra nóng rồi mình cho mình lấy nước ra. Thế nào mình đi ra vườn nha. Ra vườn cắt rau muống rồi. Chiếu cây rồi để vô mình vào mình ăn với mình bỏ bún rồi. Dòng ở đây là lúc trước mình có ngải bún nè, cái nhà nó nguội xuống đây rồi giờ mình không biết đâu á, mình đào lại thế đó. Đúng không? Nấu cái bún mà nước lèo này thì không thể nào kiếm ngải bún được, cái ngải bún thì nó có mình nước lèo. Nó rủi vậy nó giờ mưa là nó sẽ lên nữa rồi. Giờ mình không biết cái đây. Trước mình dòng nhiều lên nè. Cũng cái gì nè. Đào mà cũng chết tại vì nó gũi xuống đây rồi mình không biết cái nào nó chỗ nào. Cái củ này là cái củ cái nữa nè. Còn mấy cái củ này là mấy cái củ mình xài nè. Còn cái này thì mình không có xài. Cái này thì nó lên nó mọc ở đây nè. Cái nhánh này. Cái này là mình đi nấu uống nước lèo là nấu này nè. Cái này là mình chặn này. Ăn giang vậy đây mình trồng á. Có nhiều anh không biết sao ở đây cũng trồng, ở đây hình như là có mình trồng. Giống như được rồi cả nhà, mình nấu ít rồi chứ không có nhiều. Đó mình đi vô mình rửa, cái mình đập ra mình nấu. Cái cây chuối nhỏ này vô để mình sắc mình ăn với bún nước lèo. Có mình này, nhiều loại dao nữa. Mình vô mình sắc như vậy. Cái củ hỏi mình có đem nghệ về mình trồng nè. Giờ móc lên củ lên mình nè. Giờ mình nấu bún. Không chừng bún nhỏ nhỏ. Bẻ nhánh nhỏ này. Bún này phải nhặt vô. Ngải bún nè, ngải bún mình cũng rửa xong mình, rửa xong mình nó thành như vậy nè cả nhà. Nhìn nó như là cái ngải chuối. Ngon, đẹp không? Thì mình đập ra nha cả nhà. Đập ra rồi lát mình nấu mình bỏ nước đậm cái lát xác này. Thơm. Chân có mùi bún mà. Anh nữa thì nước lèo. Cũng có nghệ nè, nghệ này là nghệ đỏ nè, có nghệ vàng sao nhỏ nè, cũng nghệ đỏ.
màu nó đỏ đỏ, cam cam. Nó này đen, đủ thứ hết trơn. Ở đây có xả nè, mình có chặt mình. Cũng có cái túi nè cả nhà, mình sẽ cho nó cái gia vị vô cái túi nè, mình cho khớm lên. Thả luôn. Để bún ra luôn. Bún cũng ra luôn. Nhẹ luôn, cho nhẹ luôn. Bùn ra như thế. Chắc mình bỏ vô này mình nấu. Miếng thịt quay của mình nãy giờ nó cũng tan đá rồi. Mình sắc để mình đi chiên. Ăn với cái nước này. Mình chảo lên để mình chiên thịt. Đây là thịt dai nha. Rồi nó tươi quay nè. Chảo lên để mình nấu nước lèo. Khi vừa mình nấu thịt nóng thì mình cũng cho kỹ thôi. Sẽ cho cái túi gia vị hồi nãy mình nãy nè, cho vô đây mình nấu. Mình cũng cho nấm gơm vô. Một muỗng hạt liêm chay. Món này cả nhà, cái món hồi nãy mình đã lượt xong rồi mình lấm trong rồi. Nước là trong rồi cả nhà. Cho vô đây nha. Cái này thì mình chỉ lấy mùi thôi chứ mình không có lấy cái mắm. Nấu này là phải nước cho trong. Sẽ cũng sẽ cho vô miếng đường phèn. Mình sẽ cho cái miếng chả chay này vô mình nấu. Rồi đúng nước lèo của mình thì mình sẽ cho vô nửa giá nước mắm này nữa là được. Mình nêm mình cảm thấy được rồi đó. Cái gói gia vị này nãy giờ mình nấu nó cũng lâu, nó cũng ra nước. Thơm quá cả nhà, thơm nhất là cái mùi mắm với mùi ngải bún á. Lá với ngò gai luôn cả nhà. Rất là nhà. Có rau này với bún mà mình chỉ trộn xong á. Nước lèo của mình rất là chậm. Nấu nước lèo là phải nấu trong mình. Có cái hương mắm thôi chứ mình cũng có nấu mắm nhiều. Xong hẹn luôn. Lá nè, ngò nè, ngò gai. Ớt này thì chưng cho đẹp thôi chứ cũng không có cay gì mấy đâu nha. Phi. Thơm. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, mình nấu bún nước lèo chay cũng xong rồi, giờ mời cả nhà ăn bún với mình nha. Rau giá rồi, nãy mình cũng để cho đây đầy đủ hết rồi. Ớt rồi, giờ mình cũng cho thêm miếng nữa. Cho nó ngon, tại mình thích ăn rau nhiều. Đủ rau nhìn thấy thiệt. Rau mình sắc nhà cho nên là mình ăn không hết. Bỏ tủ lạnh mình ăn cả từng không hết sao. Mình cho tắt rồi. Ở đây mình ăn mình cũng có muối ớt nữa nha. Ớt mình chấm. Chấm chả nè. Bún rèo chai này, bún rèo này thì mình ăn với cái cọng bún bự á, nó mới hợp. Mỗi sáng mình đi mua thì không có cái này. Mình ăn cái bún nhỏ rồi. Mình cũng chiên đây một dĩa thịt heo quậy chay nè. Giòn ngon. Ăn thử miếng. Heo quậy chay. Và cả nhà ăn miếng thịt heo quậy chay mình làm nè. Ngon, giòn. Ngon vậy. Mình có mở làm cái nước cốt dừa. Nấu bún này thì không thể nào thiếu ngải bún được cả nhà. Hồi nãy mình đi đào ngải bún mà mình nói mình không biết nó ở chỗ nào mình đào không có là mình nghĩ nấu luôn ngoài này đâu. Đào hai cái thấy. Nấu bún nó rồi mà không có ngải bún nè. Đúng không? Nó không có cái mùi.
Rồi, mình ăn đúng nước lèo chai cũng xong rồi. Ở nhà mà có thích mình chia sẻ những cái món ăn chay như thế này á, xin cả nhà cho mình một like và một lượt đăng ký để mình lấy đó làm động lực chia sẻ tiếp những cái món ăn chay hay hơn nữa cho cả nhà xem. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye.